ไปคุกเล็ดกูคุยไหนล่ะมึงจะไปคุกกันไหนล่ะจงเลยคุกแต่ไหนมันอีมอะไรกูคุยนะพี่ต้องพูดโทษแต่ไหนไม่เจอของเอกมือนะพี่น้อง
Kim đến. Ngày xưa đôi bạn trẻ đã lo rằng các gì ta chung một nhà, chung cha chung mẹ chung bà chung ông, ban ngày chung việc ngoài đồng, ban đêm chung gối chung giường chung chăn. Với các người ấy, ngày hôm nay đã trở thành hiện thực. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, phải nói rằng là ai chấp cánh cho đôi chim bay về tổ và ai mở đường cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Nhìn nhau thì chẳng biết nói gì đâu, chỉ có ánh mắt bắt cầu tình yêu. Và em đây Khánh Huyền với Quang Trung sẽ được làm ngọn gió xế chiều để thêm một ngọn lửa tình yêu bắt đầu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, và ngày giây phút ở đây, ban tổ chức rất là trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng hướng ánh mắt của mình về phía cánh cổng hoa và nở ra một tràng hoa tay lớn để chào đón đôi tân lang tân gia nhân hạnh phúc nhất, dạng người nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa ban tổ chức rất là trân trọng kính mời một tràng hoa tay lớn để chào đón cô dâu chú rể nào toàn thể quý vị ơi. Là nắm tay anh thật chặt và nắm tay anh thật lâu. Và sự hiện diện trên sân khấu ngay lúc này đã chính là đôi bạn trẻ đẹp nhất, hạnh phúc nhất và dạng người nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời toàn lời cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai em sẽ cùng cúi một cái cúi chào thật sớm đây nào. Một trong với tay người đàn hề quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, hiện diện trên sân khấu tình yêu giờ đây đó chính là cặp đôi nương đẹp nhất, hạnh phúc nhất cũng như là hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, hạnh phúc nhất trong 2023 của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị hãy nở ra một tràng hoa tay lớn dành cho cô dâu chú rể nào toàn thể quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến. Vâng, đúng với thật là con cha như núi Thái Sơn, nhớ mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha tròn chữ hiếu mới là đạo con. Chú rể và cô dâu có được ngày vui ngày hạnh phúc như ngày hôm nay, cô thổi quên con ơn nơi sửa bao vui bao bến của những đấng sinh thành. Vậy tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị về phía gia đình nhà gái có bố Hoàng Văn Hoài và mẹ Lò Thị Ngoan là bố mẹ thân sinh ra cô dâu xinh đẹp của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Tôi xin mời ông bà hãy bước lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị ạ. Dạ vâng, bên phía tái đàn họ nhà trai đó chính là có bố Ngân Văn Hoan và mẹ Lò Thị Sặt. Một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin mời đại diện hai bên gia đình chúng ta hãy tiến lại trên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị đi ạ. Chúng ta sẽ lên sân khấu đi ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, hiện diện trên sân khấu giờ đây đó chính là đại gia đình hạnh phúc nhất của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, sau đây xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ có một cái cúi đầu thật sâu để kính chào và ra mắt toàn thể quý vị ạ. Xin bắt được bắt đầu một tràng hoa tay lớn toàn thể quý vị ơi. Hoàng Sương, trong một làn cờ rủ tóc bàn tổ chức chương trình cờ đầu mở sau lại tăng mã tăng tà hở chuông cánh bà lồi của mi hở mở sau lại mi quang phá cái lòng khó hợp của mẹ ấy chủ phủ chủ côn hâu chứ là của mẹ bị đồng nò thắp bón phú gia qua cả chấn sinh lời lục bền phủ trai có phủ bền cười hô bồ đì mở thắp bón tàn ai qua cả chấn sinh lời lục bền phủ nhinh có phủ bền cờ hô bồ đì mở thắp phòng tàn ông có trắng lại nhớ lọc cuộc lại à nhớ hồn bà lại cầu mà tiếc bò tiếc mẹ lại hơn nhớ hồn trước ép xử lại hồng
có mọi mà đi xin bắt tuổi vì phà mà nhớ chầm sao nhưng cờ thật bền sao chơi cờ ta bền báo hát bài bền sao qua lại bản bền tàn trù lại mương có hết sớm cốt lờ kiểu mục có na có trắng phủ mề bền bò nằm là nòng ngầm xuyên dối nằm cuồng chắc ép sửa lại học chắc đặng sóng đau cho lại ổ mọc mèn quấn quang cần chắc lâu cần bền số chính quyết cuồng phồng ở ủi bàn dân mương qua cờ trắng nhầm gió mất lành công nhân ở sóng nòng lẩy bền phủ uốn phành เป็นเมียเป็นอุ้นฉันได้อุ้นเจอหำเผาฉันได้ไหนเอ็มทุสากันได้กว่ากระชังเกียมมหาไหลมือลีเป็นฉันมือสั่นเบ็ดเช็ดมือแหลกเฉียบงามปีเช็ดบนมากระชังโตชุกเลยให้ข้าวกลอยลองห่อสองตัวนองเฮาฉันได้เป็นลอยสักลอยเป็นบ่ไปฉันได้เป็นลอยสักลอยไก่เบาเสียเลยเป็นลอยฟัวเมียอุ้งอิงหำเผาฉันนั่นจังไหลเกาโม่ฮัดเกิดอีจุดตั้งกำนำมาปั่นลูกจุดตั้งคานำเต้กระเตาปีนองเฮาช่ำชันเดียนเบียนชลาตมาพอกับบ้างสนาเวียไฮเบาชาบ้างสนาเวียหน้าเบาโอที่นี่สุโบราณกับบะมีสังเหินเสื้อสาวชั้นต้องเหอแต่งไรประแม่ปีนองเฮาผู้ละข่าวพันเสียงเซอร์ผู้ละเจียบานยังตึงชาบันผู้ละเจียเมืองยังตึงชาหูผู้ไปกาไหลตึงบานคองผู้สุนองสุนาตึงป่าตะเมาผู้ละเลียงรูเต่าเหอเหนือสุบันผู้ละเลียงรูลานเหอบอฟังเงาผู้ละเฮมิจูสาเดจูฟวงเบิ้งชาเลนส์ประแม่ปีนองเฮาสวัสดีทุกท่านที่มีชื่นชมและคิดเห็นหôm nay ngày lành tháng Tết gia đình nhà gái chúng tôi long trọng tổ chức buổi lễ vui tươi cho cô dâu Ngọc Duyên sẽ duyên cùng chú rể Văn Kim trong buổi trưa ngày hôm nay. Hôm nay thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2023 tức ngày 13 tháng 10 năm Quý Mão được sự nhất trí của hai bên gia đình chính quyền địa phương và đặc biệt là sự đồng lòng yêu thương của cô dâu và chú rể nên gia đình đã chọn ngày này khoảnh khắc này để tổ chức buổi lễ vu quy cho cô dâu Ngọc Duyên tranh xuân cùng chú rể Văn Kim trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy tôi xin được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ vu quy của cô dâu Ngọc Duyên tranh xuân cùng chú rể Văn Kim Ngọc Duyên xin phép được bắt đầu. Một tràng pháo tay của tập thể quý vị ơi. Chú rể thêm nở ra một nụ cười đầu tiên đó các chú rể ơi. Vâng, lần đầu tiên hay là vớ gỡ rất là căng thẳng đúng không ạ? Vâng, chú rể rất là cười rồi. Dạ vâng, kính thưa quý vị trân trọng và kính mến. Vâng, vừa rồi chúng ta đã được chứng kiến buổi lễ thành hôn, buổi lễ vu quy của cô dâu sẽ diễn cùng chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy nghi thức tiếp theo, xin mời chú rể chúng ta và cô dâu hãy bước lên phía trước một bước để thực hiện nghi thức trao nhiệt. Xin trân trọng kính mời. Vâng ạ, thì cho con Trung hỏi nhỏ chú rể một tí nhé. Chú rể sẽ trao nhiệt cho cô dâu thì chú rể sẽ trao theo tư thế nào ạ? Hay là quỳ một gối ạ? Quỳ một gối. Vâng, chú rể rất là thẳng thắn đúng không ạ? Sẽ quỳ một gối dành tặng cho cô chất nhiệt thân yêu dành cho cô dâu rất là xinh đẹp của mình trong buổi trưa ngày hôm nay đúng không tập thể quý vị ơi. Vâng, xin mời chú rể chúng ta và cô dâu hãy quay mặt vào nhau đi ạ. Vâng, xin mời chú rể hãy thực hiện lời hứa với quan trung đi ạ. Vâng, xin mời chú rể hãy rút ra chiếc nhẫn yêu thương của mình đi ạ. Vâng, chú rể rất là hồi hộp đúng không ạ? Đầu tiên thì ai cũng thế được tập thể quý vị đúng không ạ? Vâng, xin mời ạ. Vâng, xin mời cô dâu hãy rồi cái ngón tay áp út của mình để chú rể dành tặng cho mình ạ. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Một tràng pháo tay lớn dành cho cô dâu chú rể tập thể quý vị ơi. Vâng ạ, xin mời chú rể hãy đứng lên ạ. Vâng, xin mời cô dâu hãy dành tặng chiếc nhẫn thân yêu của mình để minh chứng cho hai bạn từ nay là niên duyên vợ chồng. Vâng, và nghi thức tiếp theo. Chắc bà mẹ chắc bị đảm hợp thường, họ có nhớ hù, cộng ải điện sắc lán phố sùng, cộng ếm điện sắc phố sùng bể nhớ, kiên khẩu cơ nhân bà lưng sẽ thú, lệ rú cơ nhân bà lưng sẽ cộng cánh ơn.
Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến. Để có được những ngày hôm nay, ai cũng mong muốn hai con của mình trở nên hạnh phúc và no đủ hơn. Và ngay sau đây, bố mẹ và anh chị cũng đã chuẩn bị cho con, cho em của mình những món quà thật là ý nghĩa. Và một lần nữa, ban tổ chức rất là trân trọng kính mời món quà đầu tiên. Đó chính là món quà đến từ bố mẹ của cô dâu để gửi cho hai con của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời bố mẹ. Và món quà thứ hai. Vâng, xin trân trọng kính mời. Kính quý vị trân trọng và kính mến. Vâng ạ, em trai đúng không ạ, em trai của cô dâu đấy, có một món quà rất là tuyệt vời dành tặng cho anh rể cũng như là chị gái của mình nữa. Rất là tôi xin trân trọng kính mời em ạ. Vâng ạ, xin mời trân trọng kính mời hai em cùng bên kia. Và món quà tiếp theo là món quà đến từ gia đình anh chị Di Dung đúng không ạ? Sẽ có món quà rất là tuyệt vời dành tặng cho hai em của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Xin mời món quà đến từ gia đình anh Huy Dung ạ. Xin trân trọng kính mời. Vâng ạ, theo ban tổ chức thì chúng tôi đã được chứng kiến là những bông hồng rất là tuyệt vời ạ. Những bông hồng dành tặng cho hai em của mình đúng không ạ? Vâng, xin trân trọng cảm ơn món quà đến từ anh chị ạ. Vâng, sau đây xin mời cô dâu và chú rể hãy tiến lại thắp rượu tình yêu để thực hiện nghi thức rót rượu tình yêu. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, xin mời chú rể. Xin mời chú rể với sức mạnh tuyệt vời của mình sẽ cầm chai champagne đầu tiên lên, lắc thật mạnh và lắc thật sung để dâng lên thắp ly ạ. Xin mời cô dâu và chú rể. Vâng ạ, xin mời chú rể hãy khuy chai rượu tình yêu của mình đi ạ. Trời ơi. Nhưng mà xin mời chú rể hãy khuy chai rượu tình yêu của mình ạ. Ngược ra em ơi, ngược ra. Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng tay trong tay rót lên thắp đi tình yêu của mình đi ạ. Dạ vâng, phải nói rằng là rượu hồng thì kết nghĩa phu thê, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Những giọt rượu hồng đang được chảy xiết được ví như là nước, như là mật ngọt, nước để tưới tiêu và mật ngọt để tô điểm cho cuộc sống từ nay và mai sau ạ. Cảm ơn kính thưa quý vị trân trọng và kính mến. Rượu sẽ phong kê thế hệ vô hiệu với âm nhạc năm năm tảm không khí vô cùng lãng mạn phát tán trò của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và hãy cùng chúng tôi tản niên một điều vô cùng ý nghĩa, một khoảnh khắc đầy mọi người yêu thương bằng cách hãy nổ ra một tràng pháo tay thật lớn là toàn thể quý vị ơi. Dạ vâng, và ngay sau đây xin mời chú rể với sức mạnh khéo léo của mình sẽ khuy ra chai champagne thứ hai, một nửa sẽ dắt lên tháp ly tình yêu và một nửa sẽ rót ra 6 chiếc ly và ban tổ chức đang được bày sẵn để dâng lên những bậc lòng cha, những bậc lòng mẹ, những ly rượu hiếu, những ly rượu tình. Xin mời cô dâu và chú rể ạ. Và xin mời cô dâu và chú rể hãy một nửa rót lên tháp ly tình yêu của mình đi ạ. Xin dòng kính mời. Dạ vâng, phải nói rằng là em như một chén rượu đầy, miệng anh chưa nhấp mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay thì anh xin nguyện uống để say suốt cả một đời.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến. Vâng, thật là diện này anh sắp làm ba, chứ chung anh để phần cha, chứ hiếu phần mẹ, đôi ta chứ tình, đúng không ạ, thưa quý vị ơi? Chắc của mẹ chắc phía nào hoặc thường, hoặc của những hồ cổng ải điện sắc lán phút sông, cổng em điện cảnh ó sắc bó lầy lâm, bày trứng bài hở nà viên nì, tiền hồng mớ lầy xa mây, phục bên cười trèo sòng chén lẩu vào hòa mây phục bên ta bên nay, phục bên bờ chờ sòng chén lẩu vào hòa mây phục bên phú bên xa. Tôi xin trân trọng kính mời hai em ạ. Vâng, xin mời hai em hãy cầm lại hai ly rượu hồng của mình và trở về chính giữa sân khấu đi ạ. Vâng, là sau đây ban tổ chức xin phép mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy tiến lên một bước nhỏ đi ạ. Vâng, xin mời, xin mời. Vâng, xin mời hai em hãy quay mặt vào nhau đi ạ để thực hiện nghi thức uống rượu ra bồn. Vâng, xin mời cô dâu. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể hãy ngắt tay nhau đi ạ để thực hiện nghi thức uống rượu ra bồn ạ. Dạ vâng, kính thưa thầy, quý vị trân trọng và kính mến, nghi thức uống rượu ra bôi của cô dâu và chú rể xin phép được bắt đầu. Xin mời cô dâu và chú rể ạ. Một tràng pháo tay thật lớn tuần này quý vị ơi. Xin mời xuống bên mây mà nhìn hót của bác kịch lở trong mong khởi phờ tại chân khởi của bà pha các lại cầu chú tắc mặt tổ chức của quý sản hồn xưa chiếc sò lại mới ải êm của mẹ chú phủ chú con hâu hót cái nhóc hái chén lẩu tìm hót nhóc đừng súng hót trong mong ảnh hôn được phương mấy trẻ mà nhìn lại êm của mẹ chú phủ chú con hâu nữa. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, con chưa xin được làm cầu nối đến toàn thể quý vị của chúng ta để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị chúng ta hãy rót đầy ly rượu của mình và nhấc chén thật cao được không toàn thể quý vị ơi. Tiến lại bắt tay nhau, trao nhau cái bắt tay thật chặt để thắt chặt tình thương gia của hai bên gia đình. Xin chào, kính mời. Vâng, xin mời hai bên gia đình của chúng ta hãy tiến lại bắt tay nhau, trao nhau cái bắt tay thật chặt để thắt chặt tình thương gia của hai bên gia đình. Xin chào, kính mời. Kính chúc cho tình thương gia luôn luôn bền chặt keo sơn, luôn là chỗ dựa vững chắc cho hai con của mình từ nay và mai sau.